បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានេះបើឆានែលបាទ bà hầu ra sát pro chạm thang ngày để trở cho mùi nâng bật ngày ở tết bà tì mập hơi bà khai công phép cho nàm bí bòn bà mập hơi bì ni bà xâm ra bụng mà bông ôn đài bà chong đăng ổng bì bà chục chỉ ta rư xây đồ bọc luôn pro chạm thang ngày rư cả chong đăng ổng bì bà có buồn con cù tụ tìa bà thamay nú bà cũng lịch na một tam đàn tu sơn chỉ mùi nâng bà khâm xa nơi trường lê đây là guru nên phơ ca côn cù tu tia chạy chun đọc bộ mai bóng ôn bàn tu sơn đổi tỏ tê bà sầm rạp bà có buồn diêm cờ lá bà có buồn ní cứ chưa có buồn khôn ông ca bà mờ nâu về lý đã trở phơ đầm ná nì bật ngày bà tết bà tì bà một hơi bà khai bà cồng phé cho nằm pi pon bà một hơi pì nì xem ra bông mai ông pon đài bà chọn trái nhầm nà nì ngày à tết xôm pì nết mưa bà pê với lì lò lò có đôi chia pê với lì đài bông mai bông pon bà trời phù đầm nà bà dân khơi như thế nơi bà bè bật bà chạp bì mau bàm mùi xôn xôn bà rô hốt đòn mau bàm bầy mập hơi buồn ở tí cứ chứ bê vô lìa liệp cháy xâm rạp bê bình bình lứ chạp bì mau bàm bầy mập hơi buồn ở tí đòn mong đọc bà xài xa bàm bầy ở tí cứ chứ bê vô lìa cổ rụt thân á rì ở bê thường ngày trón chạp bì mong đọc bà xài xa bàm bầy ở tí đòn mong mùi đập bình ở tí cứ chứ bê vô lìa thua mà đá xâm rạp bê rô xíl chấp bị mong mùi đập pin ở tì đập mong bay sam sập ram mùi ở tì cứ chụp về với lìa sợi ấy xem ra về lưng nghĩa chấp bị mong bay sam sập ram mùi ở tì đập mong ram mùi son son cứ chụp về với lìa tục sau ba chẳng hơi xem ra bụng mày bằng ôn ba xem ra bật ngày tết ba nông ca ba chơi nằm na ba sôm chơi rơi dọc về với lìa lò ó tàu tam ba có buồn diêm cờ lá bà rùa miến cứ nờ bà bè bớt bà cổ đồ chiên nờ bè rô xíl cổ đồ chiên nờ bè thằng ngày tròn bà chẳng xâm rạp bè vỉ lì bà tèm bày ni bà cứ sợ sân tài chìa bè vỉ lì ông nói phó bè vỉ lì tà tù bà nờ bà phái bà ca cổ đồ chiên liếp xâm năng lò lò nờ bè đồ bộc mà bằng phôn chênh chòm bè vỉ lì tiếng ni bà đời lai xâm rạp bà bê vỉ liệp mần ồ bộc mai bông ôn mần cua nà bà chết nhầm na khôn ông bà ở bê đàn mần ồ chùm nuôn bí cư nờ bê bình bật lư cơ đồ chiên nờ bê lửng nghiệch bà chẳng bê vỉ liệp bà tèng bà bí ní cư xâm rạp ngả tất cư mần men chìa bê vỉ liệp ồ nụ tê khôn ông ca bà chết nhầm na bà chẳng xong bộc mai bông ôn tèng ọc ní bà complete an vật tự tạm bà có buồn diêm cờ lá đồng bày ở thằng ngày tết trong sập ra phổ bình tự đôi dễ rây dứt đây có đôi chia tự bàn nơ chụp liếp lò lò khăn ông thằng ngày tết tì mà phấy tiếng ở nì trong bát có sông thua ca bà chỉ đẹp chùn nấy bà cứ có buồn mùi tiền nốt cứ có buồn khăn ông ca mơ tự tiếng phẩm bày bà dân dễ em bì bà khóc buồn khôn ông ca mơ tư tèng bà mấy bà niệt ngày bà tất bà tì bà mập hơi bà khai công phép bà chân nam bà bì bòn bà mập hơi bì nịp phong đá dân khơi như tha đôi xa tại thằng ngày tất trong sập đá cư cầm lăng bà cư bà mùi bà đồng hàm rúa cư nấu tư bà ủ đó cư tư bà khang trường trong tại bà đòn bà chúng bụng mai bụng ổn môn pe thua đầm na từ bỏ lầu ngay môn pe thua đầm na từ bỏ lầu chết rồi có từ bụng bệnh cạch càng nghiệp pro chậm ngày xem xin cứ đầm ra ở bụng mai bụng ổn từ từ bài mộc từ rộp tức đại chia đằng hàm ruốc pro chậm ngày chỉ muốn sân bà cứ bụng mai bụng ổn từ từ bài mộc từ rộp tức ổ đo chỉ muốn sân bà hơi sầm bần to trên đầm na từ tạm cày bà nu liệp chế sợi sợi đấy có đôi chi bà rường lò lò có đôi chi phọp sầm nang lò lò nâng cao miên đo bụng mai bồng bồn chạy chia bồng khan
Mình miễn là vậy bà bị bà nụ tê đòi còn tại bài một tờ rộp tư đại truyền đằng hàm rùa rồi có tư của đó ni đồng bầy sổ rộp dục nơi thang một bôl bà sổ rộp dục nơi sẽ rây sức đây sổ rộp dục nơi rừng lõ lõ chôl mọc nông chỉ vật đồng bầy ở thằng ngày tất bộ bình tất đôi liếp nâng sầm nang bà trong bát có sông bần to chùn nơi bà hào ra sát pro chạm thằng ngày tầm đón. Bà tế thân chủ mùi nâng bà hào ra xa pro chăm tháng ngày dân khơi nhà thà xùm ra bốc mong bốn đã cao nông khôn nông bà chân nam bà chìa đồng bồn kê ni. Cứ trâu chủ mùi nâng lục nẹ đã cao nông khôn nông bà chân nam bà chút bà. Riêng xảy xùm ra tháng ngày tết bà tì mập hấy bà khai công phép chân nam bì bòn bà mập hấy bì ní. Đời xa tới chân nam chút hơi miên thiệt tất bông bà tèo đà pro bà rơi xây khơi nhà thà bà có phù trở đại tầm đón. Nói khôn ông bật ngay ní bà lục nè chọn bà họ lốt bà khôn ông rương ở vầy muôi rư có bà ở bà thôi bà tinh đầy thli rư có bà ở thờ vầy muôi có tài tài xóm đôi bà cóp nìa bê kháy vinh phóng đài. Tù bày chì lất tập hò lò lò tiếng ní có trở rong chăm dù bình tạch phóng đài. Kháy bì ní bà chọn bùa ca bổng bình cạch ca nghe khởi thá. Cứ miên ca bà chùm ra lụt lô hỏi bà thơ chân từ tùa bàn phòl chân bà phòng đáy. Nẹ bà có bà bò rốc xí chuyển đồ bà lục nẹ chọn phạc đồ một bà bà thơ mấy. Rư bà chọn phạc tì cần lại lụt đồ có chì ở các lô bà bầy mùi phòng nà. Bà bà miên phiếp bà cạ có bà khuôn bà. Bà xong ra bà xong bồn phía xa này hà bà xoay cùng lọc cầm mống. Miền ca chuyên lươn tổng mốc bà hỏi bà miền ca chô bà xa đầy đần đăng. Có tài tài xóm đôi bà cọp chỉ nệch bà. Chân đi cứ chia chốc chỉ tài rời xây. Bà hỏi rô bà bộng mai bông bồn đã cao nô khôn nông bất chân nằm chút. Bà xong bà có xong thua ca bà côn cu thu tiên nấy. Bà chốc chỉ tài rời xây rô bà bộng mai bông bồn đã cao chân nằm chia bần tỏ tự tiết cư dương trên chỗ đó. Ở lúc này đã cao nó có nông bất chân nằm chơi lời. Bà rưu xây xâm ra bất ngài tất bà tì mập hơi bà khai công phép bà chân nằm bí bòn bà mập hơi bí ní. Bà chân nằm chơi lời đưa xa tới miền thiết đấy. Bồn bà mở nụ bró bà rưu xây khuyên tha cư bà cụ trở đại tài mà đón. Đồng ná chư vật rồi bà lúc này cư lọ bà xa cài lên. Lọ hơi rồi bà ô bà trộp chẳng rai tài tài rột chánh. Hãy rương rao lo lo rốt chôl mọc chùm nụ huynh. Cái đau bình đá bà cách càng nghi huynh. Khởi tha tay tầm miền rương rao lo lo. Nâng tay tầm tù bàn nâng lật tập hòl xùm rạch. Nú cư miền khu buộc kháng nà. Chôm nay bà nẹ bà co bà bò rốc xì chuyên đô. Bà ti chất ngái huynh cư miền phiệp bà cạ co bà lõ. Hãy bà chọn bà chuôn bà lâu bà chân ngài thử sát có tay tại bà đó chỉ bà lại bà cua xóm mùa chùm nuôn phóng đài. Rí ai bà xâm phong biết xin hà bà bà sợi cầm lọc rõ mông rư có bù mai mai cái đấy. Miền phía bà sợi sợi bà đôi trái khu nông tức nê ra đâu khai vô xa anh chân phóng đài. Bà chân đi cư chìa chốt chìa tài rơi xấy rô bà phục mai mông bà đã cao nông khu nông bà chân nằm chân lấy. Bà trong bát có xôn bần to chung nơi bà chốc chỉ tài rơi xây rồi bọc mai bông bông đã cao chân nằm chìa bần to từ tiết cứ trâu chung mùi nâng lục nẹ đã cao nông khôn ống bà chân nằm khá. Rưa xây bà nì thường ngày ở tất bà tì mập hơi bà khai công phép chân nằm bí bòn bò mập hơi bì ní. Bà chân nằm khá đô xa tên miên thiết chớ bông bà dạ xây rơi xây khôn tha cứ bà lo chìa một xông nữ tê. Nì bà thường ngày nì phóng đá. Bà cứ ổ bật rộp mần lo bàn dì dì lờ đầm nào chữ vật ở ruộng nấy. Ở bà lục nè, bà đủ chân hơi. Bà nộ hợp đủ chân hơi, nôm ở miền ca thơ đầm nào chân ngay chất chuộc tại bà nhà hà bà tèng bà tơ. Nâng rưa rao rốt chô chán cọp bầy miền ca bà chạp bà dành. Cái đó bình đá, bà miền cách ca nghĩa vơi xung khăn. Hào chọn tự bấn vẹn nổ nà mà nè. Có tài tài phùm sâu bà xung rách đôi cọ bòm non bồn mà nụ tế. Hào kì bà miền tài đây bần tốt bần thảm tiệt bà. Nè bà co bà bò rộng xì chuyên đô với ca chuyên tì chất ngái. Cho bà giác cao bà miền trong lưu hữu Việt Nam muối. Chưa muối nâng một nút nâng bà khuôn đèn nôm. Chia ạ tì bồ là cọ nia bê cọ hồi phong đài.
រីឯបញ្ហាបើសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីដែលមិនទាន់មានគូគប់កុំឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតបាទប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយហើយមកដេកឈឺចិត្តតែម្នាក់ឯងបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបខាល ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅបាទជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យបាទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បាទឆ្នាំថោះរាសីតែមានធាតុឈើពងបាទមនុស្សស្រីរាសីឃើញថាគឺបាត់ធ្លាក់ស្រចោះនៅក្នុងបីថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកបាទធ្វើវិញងាយភ្លៀងភ្លាត់និងជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបាទសម្រាប់បបេវលីមិនល្អនៅក្នុងបីពេលនេះ គឺនៅម៉ោង5:06នាទីពេលព្រឹកពីព្រោះថាបាក់ងាយបាក់ភ្លៀងផ្លាត់បាក់ខ្ពស់ជាង10ដងបាទហើយបើការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានការបាក់រីកដុះដាលបាក់យឺតហើយថែមទាំងមានបញ្ហាច្រើនថែមទៀតផង ចំពោះបណ្ណៈប្រកបបាជំនួញជួញដូរវិញគឺទីជិតឆ្ងាយមានការរកផលកម្រៃមិនសូវជាឆ្លើយតបបាទដោយសេចក្តីប៉ងប្រតាពលមនុស្សទេឬអាចនិយាយបានថាគឺគ្រាន់មួយតុបតលតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកឯបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំធ្វើអ្វីៗឲ្យចេះបើអប់រំខ្លួនឯងទៅបើគ្មានពាក្យថាត្រូវមកធ្លាក់ទឹក ហើយមកអង្គុយទុកសោកដែលជាការហួសពេលបាត់អស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាត់ថោះខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺយើងជឿជោដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំរោងរាសីសម្រាប់បាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទ ទី7បាខែបាកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះឆ្នាំរោងដោយសារតែមានបាធិតមាពងបាទេវតាប្រុសបាទរើសីឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការបាលូតលាស់គូសមបាទហើយដូច្នេះហើយបើចង់ទំនាក់ទំនងឬក៏សួរសុខទុក្ខនរណាក៏ជានរណាជាមនុស្សសំខាន់ក៏តែងតែហត់ជាលទ្ធផលល្អៗជានិច្ចផងដែរ សម្រាប់បងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកបើធ្វើអ្វីក៏តែងតែងាយឆាប់ចប់នឹងទទួលបាននៅផលលឿនថែមទៀតផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបើមិនគប្បីបាទជឿពាក្យញុះញង់បើចាក់ដោតបើក្រុមមនុស្សពេកនោះឡើយប្រយ័ត្នឥតការងារធ្វើសោះមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនកាន់តែច្រើនហើយនាំបើជួបស្ថានភាពលំបាកនាពេលគ្រាខាងមុខ រីឯបញ្ហាបើសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតបើក្នុងការបបផ្សំគុំបើគ្រួសារផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបំផ្សាញ់ បាទរិស័យសម្រាប់បាត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទទី20បាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំផ្សេងដោយសារតែមានធាតុភ្លើងពងបាទមនុស្សប្រុសបាទរិស័យឃើញថាគឺបាទល្អជាមធ្យមនោះទេសម្រាប់បាត់ថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកបាទជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចូលចេះអត់ធ្មត់នឹងរងាប់ចិត្តឲ្យត្រជាក់ទើបបាទពុំមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើត ការប្រកបបកិច្ចការងារពុំមានអ្វីបាទប៉ះទង្គិចដល់លោកអ្នកច្រើនពេកនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាការប្រកបបកិច្ចការងារតងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបាទប្រមិតផងដែរពីព្រោះថាបាទការប៉ះពាល់បាទប៉ងអាក្រក់បាទរបស់បាទពួកគេនៅតែមានបាទអត់បាទធូរស្បើយនោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ មានការតែងចូលលក់ចែងគ្រាន់រស់រវើកបន្តិចវិញហើយការជួញដូរបាច់ឆ្ងាយទៅសោតគឺក៏តែតោះជាលទ្ធផលកម្រៃជាងការជួញដូរចិត្តបាច់ជានិច្ចសម្រាប់បាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំ
bà cho bà giát bà cát miên ca bà ruông cô rừng cớ bà tải bà nét tỷ bấy cho mọc lục lòm bà chân đi cứ chia chục chị ta rưu xây rồi bà phục mại bông bôn đã cờ nó không bà chân nằm mà sánh bà trong bát có sôm thua ca cồn cù tụ tiên nữ bà chục chị ta rưu xây rồi bà phục mại bông bôn đã cờ chân nằm chìa bần to tự tiết cứ trao cho mùi năng lục nè đã cờ nó không bà chân nằm bà mù mí rìa giấy xâm rạp bật ngà tết bà tì mập hấy bà khai công phép chân nằm bí bòn bà mập hấy bì ní bà chân nằm bà mì đôi xa thầm miên thịt lớn bông bà tèo đã xoáy rìa giấy khôn tha bà thật lẹo sọt chó nó có nông bật ngày ní lục nè ai bà giát bà nhà chư khuôn prán rứ cả bát bông bà cá đôi bà ca nà mùi kào bì đi đai cả bà có bà cạch cả nghĩa ai bà giát cả chanh bà bịp kế bì xe bà kro mà nú chia sẻ trời nâu chọn phù mốc tại mà đông. Nếu bà có bà bò rốc suy chuyển đố, miền ca chuyển lương tổng mốc bà chia sân xâm ất miền thời cổ rộng tế. Tại dạng nà, bà lục nè chọn rốc suy chôn hôn chung mùi nâng nè đợt tế, ôi bà giặt bần tếch ruông nghiêng bà khát bong nâng chanh bọc kể nà. Rìa bà nhà hà cụ cổ rộng bà bà bôn rư cơ cụ sân ai cầm lọc cổ mống. Bà miền chùm lùa hồi viết bề ní chìa ọc ca lọ con ông ca đọc sài chìa tí bẩm phốt bà. Chân đi cư chìa chục chìa tè rơi xây rồi bà phục mại bông bôn đã cần nó con ông bà chân ám bà mù mí. Trong bát có sôm thua ca con cù tụ tiền nờ chục chìa tè rơi xây rồi bà phục mại bông bôn đã cần nó con ông bà chân ám chìa bẩn tỏ tổ tiết cư trao cho mối nâng lục nẹ đã cần chân ám mù mê. Rìa xây xâm ra bật ngày à tật bà tì bà mù phấy. Khai công phép cho nàm bí bòn bà mập hầy bí ni. Cho nàm mà mẹ đưa xa tới miền thiết miếc bông bà tèo đã bà sẵy rưu xây khơi thà bà thật lẹ sọt chó. Nó còn ông bà thật ngay ní đòi xa tại đường chỉ tại rưu xây khơi thà bà thật lẹ sọt chó. Đôi chân này hơi bà miền bà nhà vây xong khăn lộn nế. Ai bình dịp bê công phơ bà thật ngay ní ở xó. Có là ô bà sao phóng đài. Bốn tay bà mình bà chọn phần dịp bê có trời tay bà giáp bà giáy ở bàn khẳng khá chữ tì bẩm phốt. Bà bên ní bà lục nế cứ nâu mê rương rào khá khá bằng phân nếch bằng chữ bọc nổ lại tê. Bà đưa chân này hai bà tu bấy bà thơ vây có tay tay mình chơi to bà đội bầm đòn phần mà nụ tế. Nếu bà có bà rục xì chung đô tu lục nế bà thơ vây có đôi trời miền chật trở chế hai mình trời dục hiệp bà mô hạ tổ xa đặc khá luôn nổ lại. Bước miên tại bà đo nâu phò là cỏ chì chiêng phò là o tại bà nô. Xâm phòng phía sân hà bà sợi cầm lọc cơ mông, cầm khơi thơ mây chào nẹ chá, bà giát bà cầm phía vì chá lò mà đò mà nẹ hỡi, trơ mộc đê chư chắp nâu bê cỏi vánh tại bà nô. Bà, chân ní cư chê chục chì tà rơi xây, rô bọc bụng mài bụng bôn, đà cờ nô khôn ông bà chân nàm bà mô mế. Bà, trong bát có sôm thua ca cuốn cu tụ tiên nở chục chỉ ta rưu xây rồi bà phục mại bông bôn đã cao nó khôn ông bạch nằm chìa bần tỏ tự tiên. Cứ dương trên chỗ đo lục nẹ đã cao nó khôn ông bạch nằm vó bà. Rí xây niệt ngày à tật bà tì mập hơi khai công phê chân nằm bí bòn bò mập hơi bí ní. Bà, đối xa tới chân nằm vó khai miên thiệt đai bông bà dạ bró. Rí xây cơn tha bà có phù trở đại tầm đón. Nó khôn ông bật ngay đi phòng đái, đâm nào chỉ vượt rồi bỏ lục nè, nờ tài lọ bỏ sao đã đại tế. Mà lo hời, bà thua với mùi cọp bầy rút rôn toàn ở cả lọ, nờ bà hỏi ai nấu lấy. Cả bà có bà cây ca nghĩa miền phiếp lọ bỏ sao, hời bà thua với vây có tay tầm miền khổng mà nụ chui chung trang, chui thay đợi xa cả bìa trên này. Cho buôn nè bà có bà rục xì chuyên đố, mình thà bà phàu tật, phàu cô, phàu ở cả cái đấy có tay tại ai bà mô nâu phục phòl. Tất lọp cho một tẹo vên đồ chỉ tì cọp chật chỉ nịch bà ri ai bà nhà hà bà sức đơn xin hà bà sấy. Công bông tại chuyên lươn tông mốc nâng công bông tại bạc tông bộ thông mây, xâm ra bục mai bóng bồn phòng đai bà. Chân đi cứ chia chục chỉ tài đất xây rồi bỏ phục mại bóng bôn đã cao nó khôn ông bà chân nằm vô. Bà, trong bát có sôm thua ca con cu tụ tiên nữ. Bà chục chỉ tài đất xây rồi bỏ phục mại bóng bôn đã cao chân nằm chia bần tỏ tự tiết cư trời cho mùi nâng chân nằm rô ca. Rư xây xâm ra bật ngà tất bà tì mập hấy. Bà khai công phép chân nằm phì bôn bà mập hấy bí ni. Chân nằm rô ca rô xa tìm miên thiệt đai bồn bà dạ bó rư xây khôn tha bà thật lẹ sọt chó. Cá rùn nơ xâm ra bật ngày ni cho bà giát bà nhà hà bập lơn có đồ chìa bà nhà hà tật bà bì bố thả bà rộng bò tiền bì ní cư nghề miền bà nhà hà bà chiền sọp mùi đòn.
tiếng sư trái tiếng bà đó lúc nè ai bà tùm nè tùm nông cách cả nghe rư cờ riêp chom vị thi với mùi bóng đai bà chua bà sàn hợp hiệp lộng bạc bần tay tại giang ná có ai tùm lúc tùm ly đó chọp chong chọp đàm phong đai xâm ra bật ngay đi phong đai lúc nè đài bà có bà rộng xì chuyển đồ bà ca rộng phò chùm nánh cứ chụp hiệp tàn tầng đàn phong đai đôi chân này hời cổng có bây bàn đòi tăng hời prang chai vi bật đài thôm ở xóa bà giạt chù bị bật thả vi ca nìa kìa kháng mộc rì ai bà nhà hà xâm phô viết xin hà bà sạch công lọc cờ mộng miền phiệp bập hồi xưa chùm lù hồi viết hời có nghe cà cà bạch bạc bạc nìa phong đai bà chân đi cứ chia chốt chỉ tài lực xây rồi bọc bụng mạng bóng bôn đặc cả nó có nông bạch nám bà rổ cá trong ba cỏ sông bần to chú nơi bà chốt chỉ tài lực xây rồi bọc bụng mạng bóng bôn đặc cả nó có nông bạch nám chia bần to từ tiết cứ theo chú mùi nâng lục nè đặc cả nó có nông bạch nám chó bà rít xây xâm ra bật ngà tất bà tì mộp hay bà khai công phê bà chú nám bí bôn bà mộp hơi bí ni cho nam cho ra xa tầm miền thiệt đấy bồn bởi dạ xoáy rơi xây khênh tha cư lò chìa một sông nữ tê ca rôn nớ bà chô chê tròn mật hời mần trư bò cài bò can chá ra nụ lai bí phút thả nụ sơ sân thể nô mộc nơ bà nhà hà nâng rương rao bà cư áp bổng mẹng cô đặc luôn tại bà nô cho bùa ca mọc cò rư cọ bọc cả lực nền ni cho bà giát cạnh cá nghe rồi bọc luôn bị bùa bà bằng ca ở miền cổng ho ai bà chụp rừng rồi cu rừng cơ tu nền tí bà cách ca nghe thèm thiệt phong bà nẹ bà cò bà bò rộng xì chuyên đồ vĩnh miền cà sọc xoay khăn ông ca rộng phò chùm nô na đồ chân hai to thật khẩn khổng khăn tờ bà ai ở rộng phò chùm nô chẳng châm bà cửa xa còn rùa sửu luôn rí ải bà nhà hà bà sạc đê sạc hà bà sạc đê sạc hà bà sạc đê bà chua trơm khóc bà bọt bà đồ chân này bà trâu chê bà cắt bằng thoi khá tơ bà khám mê rưu rào à khó nìa thằng ngày khẳng mốc phỏng đai bà chân ní cư chê chúc chê tài lê xây rồi bà phục mòi bằng phôn đặc cả nó khôn ông bà chân nằm chó trong ba cổ xôm bần tò chủ nơ bà chúc chê tài lê xây rồi bà phục mòi bằng phôn đặc cả chân nằm chìa bần tò tờ tiết cứ trâu cho mùi nâng lục nè đã cao cho nằm côl bà rưu xây xâm ra bật ngà tất bà tì bà mộp hơi bà khai công phẹt cho nằm bì bòn bà phơi bì nì cho nằm côl là xa thầm miên thiệt tất bồn bà mà nụ xây rưu xây khánh tha cư lò chìa một chùm nụ tế nó còn ông bật ngay ní công bà xâm lăng bùa nâng bà sở mai ở vầy mình men chì ca bớt bì bùa thả xuất sân tại rương bà ạch và giao cho hai nôm chị ô phổ trọc chẳng rai đã khá luôn tại bản nông. Cho bùa bản đầm này chỉ vượt rộng bà lục nét mần sâu là ô phá xa phần mà nụ tê vì xe kè bà bà có bà cách kè nghề vinh nghề cao chỉ rương rao bà tèm bà tơ nâng chùm lưu hủy viết bà dì dì phòng đáy. Nét bà có bà rộng xì chung đố miền kè xoay khăn ông kè rộng phòl chùm lưu nà đối chứ nè tòa tự khật khổng khăn tờ bà rộng phòl cầm rai chân châm bà cửu xa tờ ruột. Sắp bỏ phía xe này hả bà rơi miền phiếp bà tài tàu nâng khoai khoa bà rùa tài bà nhà hà rô càm rô có cổng bông tài cao miền lãng ở sâu bà thu sắp bài nụ lời bà chân ní cư chia chúc chị tài rơi xây rô bà bông mòi bông bông đặc cờ nô khôn nông bà chân nằm côl bà xâm ráp bà ca chụp chú nờ bà hò ra xa bà rò chạm thang ngay để trâu chung mừng ngà tất bà tì bà mộp hơi bà khai công phép chân nằm bì bồn bà mộp hơi bì nô bê ní bà cứ trâu bàn bàn chóp sau phục mang phone dial bà con tro rụng cho bạn nút bà xôm chui chơi bật tông bà subscribe các đồ chi chui chơi bật tông bà like đừng xía năm bay tụ bạn bà ăn tập bật thay chỉ rửa thay ngay có buồn cồn cù tụ tia các đồ chi chấm này đang thay phòng đài bà biết chấm ba bay phía dưới có xôm mà con đừng xôm chụp liền giờ nửa buồn một chút phục mang bằng phone ăn tập bật thay cày cày tiệt bật xôm ở con